Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Thông tin tang lễ ông hội đồng Diệp Lăng. Tang lễ của nghệ sĩ cải lương Diệp Lăng diễn ra vào ngày 15 tháng 3 tại Mỹ. Ông qua đời ngày 11 tháng 3, hưởng thọ 83 tuổi. Ngày 13 tháng 3, gia đình Diệp Lăng thông báo tang lễ nghệ sĩ cải lương diễn ra ngày 15 tháng 3 lúc 11 giờ tại chùa Viên Quang, San Marcos, Mỹ. Linh cữu của nghệ sĩ được đặt tại Cypress Fillmore, California tới 11 giờ ngày 16 tháng 3. Linh cữu của nghệ sĩ được hỏa táng. Linh vị của ông sẽ được đặt tại chùa Viên Quang. Gia đình nghệ sĩ cũng thông báo không nhận phúng điếu. Theo thông tin từ gia đình, Diệp Lăng qua đời lúc 6 giờ ngày 11 tháng 3, 22 giờ theo giờ Việt Nam tại bang California, Mỹ, hưởng thọ 83 tuổi. Sau cơn đau tim, nghệ sĩ cải lương ra đi trong vòng tay người thân. Thông tin ông qua đời khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả tiếc nuối được gần bác, làm việc chung với bác, còn học hỏi nhiều điều hay trong nghề nghiệp cũng như cuộc sống. Đặc biệt cách diễn, cách ca trong tịnh có động và trong động vẫn có tinh hơn, 300 tác phẩm video. Con được đồng hành cùng bác là vốn liếng nghệ thuật to lớn giúp cho con trưởng thành hơn. Con biết bác rất yêu thương con và con cũng luôn kính yêu bác, nghệ sĩ Ngọc Huyền viết. Nghệ sĩ Diệp Lăng tên thật là Dương Công Thuấn, sinh năm 1941, quê gốc ở Châu Thành, Đồng Tháp. Ông được giới mộ điệu cải lương biết tới và hâm mộ qua các vai Hội Đồng Thăng, Đời Cô Lựu, Hội Đồng Sư, Tiếng Hò Sông Hậu hay vở diễn Tô Ánh Nguyệt, Lan và Điệp, Nửa Đời Hương Phấn, Tiếng Sóng Gia Cầm. Ông cũng tham gia lĩnh vực kịch nói, điện ảnh, chỉ đạo nghệ thuật, đạo diễn. Năm 2003, ông được phong tặng danh hiệu. Những năm cuối đời, ông sang Mỹ sống cùng vợ và con trai là đạo diễn Diệp Tiên sau Vũ Linh. Sự ra đi của Diệp Lăng đã để lại mất mát lớn đối với bộ môn nghệ thuật cải lương nước nhà. Ngày 11 tháng 3, Diệp Lăng qua đời tại bang California, Mỹ sau một cơn đau tim. Ông hưởng thọ 83 tuổi. Thông tin này lập tức lan nhanh, để lại niềm tiếc thương đối với nhiều người, đặc biệt là các nghệ sĩ cải lương và người hâm mộ. Những ngày qua, sân khấu cải lương mất đi hai tên tuổi lớn. Nghệ sĩ Vũ Linh qua đời ngày 5 tháng 3 sau thời gian chống chọi với bạo bệnh. Một tuần sau, bộ môn nghệ thuật lại mất thêm cây đại thụ là Diệp Lăng hay tin đàn anh mất. Minh Vương bày tỏ sự đau đớn, tiếc thương. Chia sẻ với Jin, nam nghệ sĩ nói, rất thương tiếc anh Diệp Lăng, tôi xin chia buồn cùng gia đình. Vậy là giới nghệ thuật đã mất đi một người nghệ sĩ lớn. Gạo cội của cải lương miền Nam là một trong những người anh em thân thiết, diễn cùng nhau nhiều tuồng thời cải lương thịnh hành. Minh Vương cho biết Diệp Lăng là người rất nghiêm túc, tận tâm với nghề. Với các vai diễn, ông luôn tập trung hết mực, vào vai nào ra toát ra thần thái, khí chất của nhân vật đó. Ngoài ra, đối với đồng nghiệp và các thế hệ sau, ông hiền lành, vui tính. Khi cần sự chỉ dạy hay hỗ trợ từ Diệp Lăng, ông luôn hết mình giúp đỡ. Ông nghiêm khắc với nghề nên con cháu luôn kính nể và coi ông là người thầy, người đầu tàu dẫn dắt, đáng học hỏi. Minh Vương kể, có lần ông cùng Diệp Lăng có chuyến lưu diễn ở châu Âu suốt 2 tháng liền. Những ngày làm việc, gắn bó cùng nhau, Diệp Lăng luôn là người khiến đồng nghiệp và người xung quanh yêu quý bởi ông vui vẻ. Không gây mất lòng ai vừa mất Vũ Linh rồi đến anh Diệp Lăng. Một tuần qua nền cải lương Việt Nam mất mát quá to lớn. Không chỉ tôi, các khán giả mộ điệu bộ môn nghệ thuật này cũng sẽ rất thương tiếc. Cũng là một trong những nghệ sĩ gạo cội của sân khấu cải lương, Bạch Tuyết nhắn gửi đến đàn anh. Ở tuổi 79, chứng kiến những cuộc di cư của người thân, bạn bè, đồng nghiệp lần lượt ra đi, em đã quen dần với điều đó. Ấy vậy mà nhận được tin buồn của anh, em vẫn cứ day dứt và đau lòng khó tả. Bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu ký ức cứ như một cuốn phim tua chậm hiện về nữ nghệ sĩ kể bà cùng Diệp Lăng có nhiều kỷ niệm, nhiều cuộc hội ngộ để lại nhớ thương trong nghề. Giờ ông ra đi, để lại trong bà niềm tiếc thương vô hạn. Nhưng anh biết không, hành trang trong chuyến di cư lần này của anh rất nặng, chứa đầy ắp tình yêu thương của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp.
đặc biệt là tấm chân tình của quý khán giả yêu nghệ thuật cải lương suốt mấy mươi năm qua. Từng câu ca, từng vai diễn của anh sẽ còn sống mãi và đi cùng năm tháng. Anh đã là một huyền thoại của sân khấu Việt Nam. Chào anh, kính tiễn biệt người nghệ sĩ tài hoa và luôn tâm huyết với nghệ thuật cải lương Việt Nam. Đối với các thế hệ đàn em và đồng nghiệp, Diệp Lang như một người thầy trong nghề. Lệ Thủy tâm sự, bà đau buồn khi hay tin anh hai Diệp Lang ra đi. Với bà, ông là người anh cả, luôn yêu thương, dìu dắt các em. Nữ nghệ sĩ nói, những vai diễn của tôi từ Tô Ánh Nguyệt, Kim Anh, đến Trà Việt Nữ, được khán giả yêu mến một phần nhờ sự chỉ đạo diễn xuất của anh hai Diệp Lang. Nhờ có anh, Lệ Thủy mới có vai diễn ấn tượng và được khán giả yêu thương như vậy. Hồng Vân tâm sự, cô nhận tin nghệ sĩ Diệp Lang qua đời từ Diệp Tiên, con trai ông. Đối với Hồng Vân, nghệ sĩ Diệp Lang không những là bậc cha chú, mà còn như một người ơn. Cô kể, thời điểm cô xây dựng sân khấu Phú Nhuận, may mắn có nghệ sĩ Diệp Lang chỉ bảo, giúp đỡ, sân khấu này mới sáng đèn và được như hôm nay. Ngoài ra, ông còn giao Diệp Tiên, con trai cưng của mình để phụ Hồng Vân, giúp cô có sự nghiệp sân khấu tỏa sáng. Bày tỏ niềm tiếc thương, Trấn Thành cũng chia sẻ, lại thêm một cây đại thụ nữa về với đất trời, còn lớn lên trong những vai diễn ấn tượng của ông. Không ai đóng vai ác mà làm người ta mê như ông, coi cải lương mà chỉ hóng tới khúc chú Diệp Lang ra diễn mới phê thôi. Xin ngả mũ, cúi chào, tiễn biệt ông hội đồng thăng về với Đức Phật. Ông rời khỏi chốn tạm này để ở mãi trong dòng thời gian và ký ức của tất cả khán giả mộ điệu cải lương. Kiếp phụng sự ông đã hoàn thành mỹ mãn, đến lúc nghỉ ngơi rồi ạ. Con chào ông hội đồng. Nghệ sĩ Diệp Lang tên thật là Dương Công Thuấn, sinh năm 1941, quê gốc ở Châu Thành, Đồng Tháp, từ nhỏ. Cuộc đời ông đã gắn với sân khấu khi theo chân cha là thầy đờn Ba Diệp đi nhiều gánh hát cải lương. Trải qua nhiều thăng trầm với nghề, cuối cùng ông được vào vai chính hoàng tử trong vở Chiếc Nhẫn Kim Cương. Lúc này ông lấy nghệ danh Diệp Lang, tức con trai của ông Ba Diệp và gắn bó với đoàn Hoài Dung, Hoài Mỹ qua các vai chính. Diệp Lang gia nhập đoàn Kim Trưởng, được soạn giả Thu An giao đóng vai ông già 70 tuổi. Đây là vai diễn ghi dấu ấn trong sự nghiệp của ông, giúp Diệp Lang đạt huy chương vàng giải Thanh Tâm năm 1963 và bằng danh dự giải Thanh Tâm năm 1964 gắn bó với sân khấu cải lương. Diệp Lang nhiều lần khiến khán giả cùng khóc, cùng cười, đôi khi phẫn nộ đến cùng cực với nhân vật, những vai diễn của ông trong Tô Ánh Nguyệt, Nửa Đời Hương Phấn, Tiếng Hò Sông Hậu, Lôi Vũ, để lại nhiều ấn tượng trong lòng người xem. Đặc biệt, nhân vật hội đồng thăng trong Đời Cô Lựu do ông đảm nhận khiến khán giả nhắc nhiều, đặc biệt danh cho Diệp Lang là ông hội đồng ngoài lĩnh vực chính là cải lương. Ông còn tham gia vào nhiều bộ môn nghệ thuật như kịch nói, điện ảnh, chỉ đạo nghệ thuật, đạo diễn. Tuy là nghệ sĩ đa tài, nổi tiếng, Diệp Lang vẫn sống rất đạm bạc, đơn sơ. Thời còn ở Việt Nam, ông ở một căn hộ trong chung cư cũ kỹ. Mỗi lần đi diễn về, nam nghệ sĩ thường đón taxi, hỏi đến việc mua xe riêng. Ông bảo nghệ sĩ chứ có phải doanh nhân đâu mà đi xe này xe kia hào nhoáng. Nhiều người nổi tiếng nhưng không giàu đâu, như tôi nè, ông nói. Những năm cuối đời, Diệp Lang sang Mỹ ở cùng vợ và con trai. Tuy nhiên, ông mắc nhiều bệnh, phải uống thuốc mỗi ngày. Chứng Parkinson khiến tay, chân ông run rẩy, người lúc nhớ lúc quên. Tuy nhiên, gắn bó với nghiệp cầm ca, nghệ sĩ gạo cội vẫn nhớ nghề da diết. Da diết, ông kể đêm nào ngủ cũng mơ thấy mình được biểu diễn trên sân khấu, ở nhà. Đôi lúc ông còn ca hát nghêu ngao khiến người xung quanh giật mình. Năm 2003, ông được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Những năm gần đây, nghệ sĩ nhân dân sẽ tận hiến cho nền nghệ thuật nước nhà. Nhưng vì tuổi cao sức yếu, ông đành lực bất tòng tâm.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.